mọi người, hôm nay Tài sẽ dẫn mọi người đi ăn một cái quán rất là lạ. Nè, đưa nguyên cái thao nè. Rồi bắt đầu mình chọn đồ ăn. Đó, quay vòng vòng cái quán cho mọi người. Quán Trung Quốc. Vui lắm. Vui lắm mọi người, đó. Giờ mình chọn rau nữa không? Chọn rau, chọn thịt. Và đem ra nó cân. Tại em ơi, nó cân vui lắm mọi người. Ủa nó cân vậy rồi làm sao nó biết được món mắc món rẻ? Chung một giá luôn hả? Rau cũng chung giá với thịt luôn hả? Ồ, hay cho mọi người. Nó đầy đủ món luôn. Gà, nạm, cái gì bao tử. Trời, chơi chung giá luôn hả? Khó hiểu vậy. Nấm, quýt. Ủa cái này giống như cái mịt mình ăn ở nhà vậy? Em phải cho em hồi mặn cho anh, tại em không ăn được giống anh, em không ăn. Rồi tiệm sắm thì mọi người hết cảo. Đủ thứ hết. Bò Mỹ, bò Úc gì. Đủ bíp ron, bò ron nè không. Rồi bắt đầu cân cái này nè, để lát nữa tài lấy coi cho mọi người cân. Spicy chicken hả? Đây. Yến lấy gì vậy Yến? Thịt bò. Đây. Nhìn coi nhỏ con vậy chứ ăn nhiều nhất đám nha mọi người. Đây là tiếng chồng của bé Yến. Nhìn bự con vậy thôi chứ ăn cũng nhiều nhất nhóm. Đừng ăn ít nhất chứ không phải. Sao? Ôi vui quá. Ủa mà người ta cầm cái bill người ta lấy theo cái bill là sao tiếng? Hả? Người ta cầm cái bill người ta lấy theo cái bill là sao? Mấy người là mua đồ online. À, có đồ online. Mua đồ online hả? Có mua đồ online người ta đặt cái bill. Hay lắm mọi người. Để mà đi vòng ra cái quán cho mọi người coi cái quán này tên gì nha. Cân cái này. Cân cái gì? Sức gì? Sức gì ta lấy? Phố đường phố Chinatown nha. Đó. Quán này tên là Malatang. Hơi bị lạ luôn. Lần đầu tiên thấy cái kiểu quán gì. Thì giờ tiếng không chưa? À vậy hả? Thế em kêu cái gì nha? Không được. Anh túi ăn bò. Dẫn mọi người. Người ta đang trọng sốt á. Ủa nước lèo đâu? Không thấy lấy nước lèo đâu ta. À, nước lèo trên kia. Không, mấy cái nồi trên đó là nó chuẩn chín hết đúng không? Nó chuẩn chín hết, không có muốn lèo. Ôi, trời ơi, bé hơn của tôi rồi. Tuyệt vời. Hai mấy rồi. Tuyệt vời.
Cái đó gia vị hay gì nữa không? Nước, cái đó là sườn có làm nước, nước làm nước tỏi, nước. This one is the octopus soup. Đó, mình chọn đó, 17 đô 85 theo mọi người. This one is the classic spicy. Classic spicy. Ăn tặng gì đúng không? Ok, classic spicy. Classic spicy. Đây có mọi người. This one is the classic spicy. Classic spicy đúng không? Ồ, có ai ăn rẻ vậy? Ai ăn có 15 đồng mấy rồi vậy? Cái này không? 77 đồng tổng cộng mọi người. Trả tiền cũng khỏe rồi. 56 Number 56. Thấy không? Nhìn là thấy ăn gì cũng cần biết, cứ đem lên cân thôi. Quá dữ. À, một lát của soda quay cái gì rồi. Đây, dọn không? Sau 10 phút đợi thì đã ra rồi nha mọi người. Không biết thì bốn đứa mình đó. Can I have more peanut and garlic? Cái này của ai? Của Tiến. Để mình cho. Cái mì này chắc của ai? Em không chỉ. Ôi, làm tùm lum. Đây. Order một lúc nhưng mà nó làm ra tầm mỗi người trước người sau thì mọi người nó không có cùng nhau. Đợi nửa tiếng mới có nha mọi người. Đợi lâu cỡ đó. Nhìn hấp dẫn không? Trời ơi, bốc nghi ngút luôn. Ngon lắm á. Là mọi người sau nửa tiếng thì mới đủ 4 tô. Cái tô này là hồi nãy em mình là nó 10 phút là có rồi. Nó ba đứa này là phải đợi thêm 20 phút nó làm hơi lâu nha mọi người. Giờ nó ăn cũng ok lắm nha mọi người. Ăn hết tô luôn á. Spicy sốt ăn ngon. Sẽ quay lại lần 2.